Bạn có thường xuyên quên tắt điện và các thiết bị mỗi khi ra khỏi nhà để rồi đau đầu về hóa đơn tiền điện cuối tháng? Đừng lo lắng vì bạn có thể dễ dàng kiểm soát và xử lý mọi thứ trong căn nhà của bạn ở bất kỳ đâu thông qua một chiếc điện thoại di động hay máy tính bảng. Hôm nay, chương trình Vì một tương lai xanh xin giới thiệu tới quý vị mô hình nhà thông minh Smart Home, một giải pháp tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường cho cuộc sống hiện đại. Hãy cùng chúng tôi trải nghiệm một ngày trong ngôi nhà có ứng dụng công nghệ nhà thông minh Smart Home của anh Trần Quốc Chính. Trước đây tôi cũng đã một vài lần là biết được đến một số thiết bị bật tắt đèn tự động. Thế và từ khi biết đến cái giải pháp nhà thông minh thì tôi đã có ý định lắp đặt cho căn nhà của mình. Nhà thông minh thì đã kết nối hầu hết các cái thiết bị ở trong nhà tôi. Đấy, từ những cái thiết bị điện mà có cái công suất lớn như là điều hòa, bình nóng lạnh này, thế rồi là máy giặt này chẳng hạn. Thế thì nhờ có kết nối với các thiết bị này cho nên là nó đã giúp cho tôi là tiết kiệm năng lượng một cách đáng kể, đặc biệt là trong những cái trường hợp mà tôi là người rất là bận rộn và rất hay quên khi mà ra ngoài phải tắt những cái thiết bị này. Tất cả các thiết bị trong nhà thông minh được kết nối với nhau và được điều khiển hoàn toàn tự động theo các kịch bản thông minh, tạo ra môi trường sống tiện nghi, an toàn và tiết kiệm năng lượng. Hệ thống ánh sáng thông minh chỉ những khu vực nào có người, đèn mới được bật sáng và tự động tắt. Hệ thống kiểm soát môi trường với các cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ oxy được đặt ở các vị trí thích hợp trong ngôi nhà, giúp duy trì trạng thái môi trường trong lành cho ngôi nhà. Lợi ích mà cái nhà thông minh nó mang lại đó chính là cái sự tiện nghi, cái sự tiết kiệm năng lượng một cách tối đa cho người sử dụng. Tôi lấy ví dụ đơn giản thôi, khi mà chúng ta có mặt ở một cái khu vực mà phòng khách chẳng hạn thì cái đèn ở khu khách nó sáng lên đấy, nhưng mà chúng ta ra khỏi khu vực phòng khách thì là hệ thống đèn nó tắt đi để tiết kiệm năng lượng. Hoặc là khi chúng ta đi làm về thì ví dụ chúng ta đi làm về lúc 5 giờ thì trước đấy khoảng 15 phút thì hệ thống nóng lạnh nó sẽ bật lên, và sau khoảng thời gian cỡ khoảng 3 phút đến 1 tiếng thì hệ thống nóng lạnh tắt đi. Tức là tất cả các thiết bị điện trong nhà nó được điều khiển bởi hệ thống thông minh và nó giúp cho ngôi nhà trở nên tiện nghi và rất là tiết kiệm năng lượng. Hiện đại, tiện nghi nhưng vẫn rất tiết kiệm năng lượng, nhà thông minh đang dần trở thành một xu hướng và sự lựa chọn cho tương lai.